Cô chào tất cả các em học sinh khối 8. Hôm nay cô sẽ giới thiệu các em bài 31, tính chất ứng dụng của hydro. Các em ghi tựa bài vào. Trước khi đi vào phần tính chất thì chúng ta cũng nắm lại. Hydro có ký hiệu hóa học là H, công thức hóa học là H2, nguyên tử khối là 1 và phân tử khối hydro là 2. Các em đi vào phần tính chất vật lý. Và các em đã học tính chất vật lý oxy rồi thì hydro cũng có một số cái tính chất giống như là oxy. Thì hydro về trạng thái, màu sắc, mùi vị nó giống như oxy. Còn về tính tan á, thì hydro ít tan hơn so với oxy. Và trong nước thì hydro rất là ít tan. Phần này các em cũng xem thêm trong sách giáo khoa nha. Về tỷ khối của hydro đối với không khí thì ta có phân tử khối hydro là 2, không khí là 29. Vì với cái tỷ số như thế này thì ta kết luận là hydro nhẹ hơn không khí rất nhiều lần. Và so với các khí khác thì hydro cũng là chất khí nhẹ nhất. Chị qua nãy giờ cô đã giới thiệu các em thì ta có kết luận như sau. Khí hydro là chất khí không màu, không mùi, không vị, nhẹ nhất trong các chất khí, tan rất ít trong nước. Các em ghi phần tính chất vật lý này vào. Và chúng ta sang phần thứ hai là tính chất hóa học. Chúng ta xét ở tính chất thứ nhất, tác dụng với oxy. Thì các em xem cái mô hình thí nghiệm sau đây. Đây là mô hình của bình kiếp. Thì để tạo ra được hydro cho phản ứng với oxy á, thì ta phải tiến hành điều chế ra hydro. Thì cái nguyên liệu là kẽm và dung dịch axit clohydrid. Hai chất này phản ứng với nhau sẽ tạo ra khí hydro. Và khí hydro được dẫn qua ống dẫn khí vào trong lọ oxy thì sinh ra phản ứng và tạo ra nước. Và bây giờ các em sẽ xem chi tiết ở phần này. Thì các em thấy đây là kẽm nè. Và ở ngoài là axit ha, ta mở khóa thì kẽm và axit sẽ phản ứng được với nhau. Các em thấy sinh ra khí hydro. Đây, khí hydro. Khí hydro sinh ra được dẫn qua ống dẫn khí. Và ta mở qua này thì khí hydro sẽ được thoát ra. Và để cho an toàn khi đốt, tránh cái sự nổ, thì ta để khí hydro này đẩy hết không khí ra ngoài một thời gian, khoảng chừng 1 đến 2 giây. Sau đó ta mới đốt lên đầu ống dẫn khí này để cho nó an toàn và tránh nó bị nổ. Bởi vì hydro tinh khiết thì đốt nó an toàn, mà hydro không tinh khiết thì đốt nó không an toàn. Cho nên ta phải thử độ tinh khiết của hydro trước khi đốt. Bây giờ cô đốt thì các em sẽ thấy được đây là hydro cháy với ngọn lửa màu xanh nhạt. Bây giờ ta cho cái bình oxy vào thì các em thấy là ngọn lửa này cháy mãnh liệt hơn ha, cháy mãnh liệt, và các em thấy trên thành bình sẽ xuất hiện những cái giọt nước. Các em thấy xuất hiện cái giọt nước à. Như vậy điều này ta kết luận là hydro đã tác dụng với oxy và sinh ra sản phẩm là nước. Vì qua cái thí nghiệm này chúng ta cũng có thể viết được cái phương trình hóa học. Thì hydro tác dụng với oxy tạo ra nước thì cân bằng phương trình có tỷ lệ là 2:1:2. Thì cái hỗn hợp này á các em, nếu ta trộn theo đúng cái tỷ lệ thể tích như thế này, tỷ lệ số mol cũng chính là tỷ lệ thể tích thế này, thì hỗn hợp này sẽ là hỗn hợp nổ mạnh. Cho nên chính như vậy mà nãy cô nói tại sao các em phải để cho đẩy oxy và không khí ra ngoài hết á, để tránh cái tình trạng này nha. Và cái phản ứng này nó tỏa rất là nhiều nhiệt các em. Nó có nhiệt lượng có thể tỏa ra khoảng gần 2000 độ C. Và như vậy cái tiếng nổ này là do gì? Do cái không khí xung quanh nó giãn nở đột ngột. Và chính vì sự giãn nở đột ngột đó mà nó sinh ra cái tiếng nổ để tạo ra nước. Rồi các em sang cái tính chất thứ hai, đó là tác dụng với đồng oxit. Và các em xem cái mô hình thí nghiệm. Đây là một cái ống nghiệm. Ở trong đây chứa đồng oxit. Và đây là đường ống dẫn khí hydro vào. Đây là hơi nước thoát ra. Vậy trước khi mà cho hydro vào, khi mà ta cho hydro vào đây, nếu mà chưa đốt nóng thì phản ứng không xảy ra. Vậy để phản ứng này xảy ra thì ta phải đốt nóng đồng oxit này với nhiệt độ khoảng 400 độ C trở lên. Thì khi mà nhiệt độ 400 độ C trở lên rồi, ta tiến hành cho luồng khí hydro đi qua thì nó sẽ xảy ra một cái phản ứng. Thì các em thấy lúc này đồng màu đen nó chuyển sang thành màu đỏ gạch,
và màu đỏ gạch đây chính là kim loại đồng. Và đồng thời trong ống nghiệm này sẽ xuất hiện cái hơi nước. Chỉ hơi nước này được đi ra cái ống dẫn khí bên ngoài, dẫn vào ống nghiệm đựng trong một cốc nước làm lạnh. Thì khi mà các em thấy đây là những giọt nước đi ra và nó sẽ sinh ra nước. Như vậy cô đã tiến hành cho các em xem cái thí nghiệm này. Thì vì qua thí nghiệm này chúng ta thấy được hydro đã phản ứng với đồng oxit, sản phẩm đó là đồng và nước. Vậy cái phương trình phản ứng này được diễn ra như thế nào? Các em thấy đây là một phân tử đặc hydro và đây là phân tử đồng oxit. Mà phản ứng hóa học có nghĩa là nó có sự thay đổi liên kết trong đó. Thì các em thấy trước phản ứng là hydro liên kết hydro, đồng liên kết với oxy. Thì khi mà nhiệt độ thích hợp á, thì hai cái nguyên tử hydro này nó lại tách ra và đồng và oxy cũng tách ra, nó tạo ra một cái liên kết mới nữa. Thì các em xem nha. Đây. Đấy. Như vậy thì hydro bây giờ đó đã lấy oxy của đồng oxit. Đấy, để tạo thành nước. Như vậy cái liên kết bây giờ là HOH. Nhà ta gọi đây là nước và đây là đồng. Thì phương trình hóa học này được viết như sau. Đấy. Như vậy thì các em có nhận xét là lúc này hydro đã chiếm lấy oxy của đồng oxit để tạo thành nước. Và đồng oxit đã nhường oxy cho hydro rồi. Như vậy đồng oxit không còn oxy nữa, thì đồng oxit lúc này chỉ còn lại là kim loại đồng mà thôi. Như vậy thì trong cái phản ứng này, bản thân hydro đã chiếm lấy oxy của hợp chất đồng oxit, cho nên ta nói hydro có tính khử. Có tính khử nha. Việc lợi dụng cái phản ứng này á, thì trong sản xuất, trong công nghiệp người ta dùng cái phản ứng hóa học này để sản xuất ra các kim loại. Vậy từ hai thí nghiệm và của hai tính chất hóa học trên, chúng ta có một kết luận như sau. Ở nhiệt độ thích hợp, khí hydro không những kết hợp được với đơn chất oxy mà còn có thể kết hợp được với nguyên tố oxy trong một số oxit kim loại. Khí hydro có tính khử, các phản ứng đều tỏa nhiệt. Rồi các em viết cái phương trình hóa học này vào. Và sau đó các em ghi phần thứ ba nhỏ là kết luận. Vậy ở điều kiện nhiệt độ thích hợp thì cô nãy cô nói là hydro không những kết hợp được với đồng oxit mà còn kết hợp được với một số cái oxit kim loại. Như vậy các em sẽ thử làm bài tập sau đây nha. Viết phương trình hóa học của hydro khử các oxit sau. À, sau đây cô có 4 cái oxit. Thủy ngân 2 oxit, chì 2 oxit, kẽm oxit và magie oxit. Thì các em lần lượt lấy từng oxit này, các em cho tác dụng với hydro thì nó sẽ sinh ra một phản ứng. À, cô viết cho các em mẫu một thí nghiệm, một cái phương trình hóa học đầu tiên của thủy ngân oxit. Như vậy thì các em thấy là hydro đã chiếm lấy oxy của thủy ngân 2 oxit để tạo ra nước. Và cuối cùng thủy ngân đã bị mất oxy rồi, cho nên nó còn lại là thủy ngân mà thôi. Như vậy tương tự vậy thì các em cũng viết được phương trình hóa học của chì 2 oxit với hydro, kẽm oxit với hydro và magie oxit với hydro. Ba phương trình này các em về nhà các em tự viết nha, nó tương tự như phương trình thứ nhất thôi. Như vậy thì các em thấy là trong các phản ứng này nó đều tạo ra các kim loại đơn chất. À, cho nên là nãy cô nói là trong sản xuất người ta dùng cái phản ứng hóa học như thế này để sản xuất ra các kim loại. Rồi các em sang phần thứ ba là ứng dụng. À, phần ứng dụng này các em tự nghiên cứu nha. Về nhà các em sẽ xem trang 108 sách giáo khoa để chúng ta xem coi hydro có ứng dụng như thế nào. Thì các em biết là hydro là chất khí dễ nhất trong các chất khí, cho nên là nó thường ứng dụng trong cái lĩnh vực nào. Rồi tính khử, rồi tính ít tan vân vân, thì cho nên là sử dụng như thế nào, ứng dụng như thế nào nha. Thì các em về nhà tự nghiên cứu bài này phần thứ ba nha. Thì bài của chúng ta đến đây là kết thúc. Các em về nhà học bài, chép bài đầy đủ, làm bài tập trang 109 sách giáo khoa. Và cô dừng bài ở đây.
Chúc các em về nhà học bài thật tốt, có nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại các em ở trong tiết học sau. Thân ái chào các em.